Đây là cái unit đang cho thuê á, với giá là 1.500 một tháng ha. Thì đây là cái chỗ để mấy tủ lạnh nè, bếp, tủ nè. Còn đây là tổng thể của cái bếp ha. Đây là cái phòng. Phòng ở trong đây khá là rộng rãi ha. Closet. Ở đây là cái toilet. Ở đây là phòng khách. Ok, thì có ai có nhu cầu liên lạc với em nha. Phòng khách khá là rộng rãi nhé. Lối đi riêng ha. Lối đi riêng. Đi ra ngoài lối đi riêng. Ok, rồi. Chào mọi người nhé.